Dạ, chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Lên cho bà con mình một con ghe ngày hôm nay là 6 tấn. Trên 6 tấn luôn, rất đẹp, đi văn Ma Ba, có giấy tờ và giá cực kỳ rẻ nha cô chú anh chị. Giá nhẹ nhàng dữ lắm. Mê Nhơn, mời bà con mình coi clip ngày hôm nay. Mời cô chú anh chị. Dạ, hôm nay tiếp tục về khu vực của anh em cấp cho cô chú anh chị mình một con ghe rất đẹp luôn và giá cực kỳ rẻ. Con này thì em báo cho cô chú anh chị mình tình trạng là có giấy và đang chạy cái máy văn Ma Ba thủy mây nhôm. Kích thước của em nó là chiều ngang là 2m2 và chiều dài là 11m7. Có sao mình nói vậy cho cô chú anh chị mình. Tình trạng thì cái bè gió rất là liền, rất là đẹp luôn. Ghe thì đồng thanh đồng thủ, nổi cao nước cho bà con. Cô chú anh chị mình ai có cái nhu cầu sử dụng cái con ghe trên 6 tấn như vậy, dạ thì liên hệ trực tiếp cho anh em để anh đón cô chú anh chị mình tại cầu An Quá gần khu công nghiệp Giao Long của chú anh chị để vào đây coi ghe, kiểm tra và chạy thử ha. Con này có giấy tờ cho bà con và em báo luôn cho cô chú anh chị trong cái tầm giá trên 6 tấn như vậy, một con ghe mũi trẻ đích bằng mây nhôm đi văn Ma Ba thủy có giấy mà giá rất là rẻ luôn, rất nhẹ nhàng. Ngày hôm nay em mời cô chú anh chị mình bây giờ coi cái phần chi tiết bên ngoài hai bên. Dạ, sau đó vào bên trong coi lồng son, coi máy, hầm lái, hầm mũi. Và mình sẽ kết chuyện lại nha. Con này đảm bảo ngày hôm nay em lên clip này sẽ rất nhiều cô chú anh chị mình lựa chọn được con này. Dạ, alo trực tiếp chủ ghe nha. Kênh mình mua bán không qua cò lái, mà bà con đi chi tiết với em. Mời cô chú anh chị. Dạ đây, là chi tiết ghe em giới thiệu bà con. Ghe thì nổi đồng thanh đồng thủ nha. Mặt ghe rất là duyên. Mũi thì nổi cao nước. Con này thì trên 6 tấn nha cô chú anh chị. Ở đây thì kích thước của em nó là 2m2, dài 11m7. Ghe thì nổi cao như bà con mình đang thấy cái bè gió nè, nó liền từ trước ra thẳng tới phía sau. Và con ghe này theo cái dạng là đầu cất, đít cất, đầu cao đít cất luôn. Dáng ghe rất là thông nha cô chú anh chị. Con này về bà con mình theo như hiện trạng về mình đi cào được. Bởi vì sao đi cào được, tí xíu nữa em sẽ cho cô chú anh chị mình thấy về cái phần đuôi ghe rất là rộng, đi câu được, làm ghe gia đình được, ghe te được. Con này phù hợp tất cả mọi thứ cho cô chú anh chị mình luôn, rất là đẹp cô chú anh chị. Mũi nó cao cách mặt nước nè. Chi tiết bè mây nhôm lắp cao nha cô chú anh chị. Hiện trạng con ghe này từ con lươn nước xuống tới mặt nước còn tầm khoảng 2 tấc 2 nước nữa mới tới ngay con lươn vàng. Nó rất là cao. Em mời cô chú anh chị mình ra phía sau với Tâm nha. Dạ bà con ơi, ở đâu mà có ghe đẹp đẹp á, cô chú anh chị mình có bán á, dạ hú cho Tâm đi quay cho những cô chú anh chị fan ruột của Tâm, dạ lựa chọn được một cái con ghe ngon, giá phù hợp mà gặp được trực tiếp chủ nữa. Dạ thì cô chú anh chị mình alo cho Tâm đi quay nha, để cho những tín đồ của kênh Tâm Vlog có thể lựa chọn được một con ghe đẹp, ghe ngon và đúng giá. Chi tiết nè, ở phía sau thì có bưởng nước, dàn đít rộng lắm cô chú anh chị ơi. Chiều ngang 2m2 thì dàn đít ở phía sau này ít gì ít nó cũng tầm khoảng 2m với không ít. Rất là đã luôn. Đồng thanh đồng thủ bung rộng luôn nha. Đây là chi tiết phía sau nhìn tới. Bây giờ mời cô chú anh chị mình lên phía trên nhìn em nó một cái nữa. Và tiếp tục là phần còn lại. Cái anh em mà báo một cái thì chắc cứu 100% là có ghe giá rẻ, ghe đẹp cho cô chú anh chị. Con này có giấy sẵn luôn nha. Có giấy sẵn rồi, về mình để là mình chạy thôi. Cho dầu cho nhớt vào là đi. Và mình định kỳ lắp giò, sơn bắt chỉ. Thường thường ai kỹ thì 6 tháng một lần. Trời ơi, đôi lúc em quay ghe của chú anh chị, có mấy chủ ghe dữ dằn luôn, không có chờ tới 6 tháng đâu. Nhiều anh dữ lắm, chạy chừng 2 tháng trời à, thấy cái cây nó hơi trắng trắng cái bắt đầu lắp vô. Trời ơi, lắp lên gia quy luôn của chú anh chị. Trước giờ em gặp nhiều anh chị đó, rất là nhiều luôn, kỹ tới mức mà khủng khiếp. Người ta thông thường là 1 năm 6 tháng, còn thì nhiều khách người ta 1-2 tháng là người ta chơi rồi, có khi ngủ dưới ghe luôn cô chú anh chị. Cho nên là đôi lúc em chạy xe trên đường á, đi qua mấy cái vùng nào mà có ghe, thấy ghe nào đẹp cái thắng một cái két lại liền, đứng nhìn dòm. Rồi hàng xóm người ta hỏi ủa rồi cậu cái gì vậy. Cho nên cô chú anh chị mà nay có bán ghe đẹp đẹp á, không sử dụng nữa, dạ sang nhượng lại á, dạ, alo cho Tâm, Tâm đi quay đi nha, cho những tín đồ của Tâm Vlog lựa chọn được ghe đẹp đúng giá, gặp trực tiếp được chủ nữa. Thôi, có đẹp hai bên đó này, em không có gì cũng nói nữa nha, bây giờ nó liền luôn rồi đó. Bây giờ em mời cô chú anh chị mình vô bên trong coi công đà và cái văn Ma Ba thủy như nào,
mà bà con. Theo như em thấy thì con ghe này nó thích hợp cho những cô chú anh chị nào mua về làm ghe cào, ghe nhà ở và cái ghe câu để cho thuê đi câu của chú anh chị. Chiều ngang từ đây sang đến vị trí này rất là lớn, tới 2m2 lận. Công đà thì 6-12, công đà 6-12 phân. Giá hiện tại bây giờ đang kêu là 36 triệu nha cô chú anh chị. 36 triệu bao gồm ghe, máy và giấy tờ. Có giấy nha bà con. Công đà 62, công đà lớn lắm. Mê thì trảng mê nè. Dàn xương khủng khiếp luôn. Nè bà con. Công đà bự lắm nha. Công đà rời. Be thì một mặt lẻ be như này là nó tầm khoảng 2 tấc rưỡi tới 3 tấc một tấm. Ghe thì đã kiểm tra xong cho cô chú anh chị mà rồi. Be nè. Giá rẻ nhưng mà bà thủy có giấy. Giá này thì thích hợp rồi, phù hợp rồi cô chú anh chị. Có ốp ra. Ốp ra này hình thức là để mình lót sạp thôi cô chú anh chị. Chứ ghe này cứng, đảm bảo cô chú anh chị. Giống thử rồi. Ghe này cứng cô chú anh chị. Cứng dữ dằn lắm. Ốp ra thì 5-20. Không, cái này chắc chừng 5-15, 5-16 cô chú anh chị. 5-15, 5-16 cặp. Ở trên. Sau đuôi nè, em nói cô chú anh chị mình thấy không? Nó bung rộng từ ngay eo bụng đi thẳng ra tới sau đít luôn. Không bóp lại luôn cô chú anh chị. Chị mình làm ghe cào lợi cực kỳ. Rất là đã. Còn đây là cái phần hầm mũi nè. Ghe đã kiểm tra xong hết rồi cô chú anh chị. Ba mấy triệu thôi là mình có được con ghe 6 tấn. Chất lượng, mũi trẻ đít băng. Dán sạp mũi nè. Mũi trẻ đít băng, công đà lớn, 6-12. Mà được cái công đà rời luôn. Tiếp nữa là con này nó có giấy. Bơm Thái nha cô chú anh chị, bơm xanh. Nhân ma ba. Nhân ma ba thủy có luôn sẵn hộp số. Con này về bà con mình bắt thêm đề thì tại vị trí này. Đó, mình mua cục đề mình bắt vô, có găng đề đồ sẵn hết rồi ha. Bắt vô, lắc là nổ. Còn những cô chú anh chị nào thích quài cổ thì để nguyên vậy, mình quay máy mình nổ. Con này thì dễ dàng lắm. Dòng nhân ma ba này chạy vô tư thoải mái. Hộp số thì nó giống như cái hộp số dầu của chú anh chị, cái cần số của nó nhẹ nhàng lắm. Ở đây đó. Nó vậy thôi đó bà con, nó cần số đó bà con, đã không nhẹ nhàng tình cảm không. Nhân ma ba cái vỏ bơm nước ghim còn luôn nè, lắp 45 tiếp 73-76 vậy lần của chú anh chị, rất là lớn. Công đào bên trong hầm máy nè, cái đẹp á. Cái tiếp chọt dài đó tới đây nè bà con. Đó. Một con ghe giá rẻ mà em vẫn quay chi tiết thiệt kỹ cho cô chú anh chị. Bởi vì con ghe này nó chất. Cái máy nó đã. Có giấy tờ nữa cô chú anh chị. Này, nhân sạp. Ở vị trí hầm hầm máy. Đuôi nè. Nó bự chà bá luôn cô chú anh chị. Đã lắm. Con này làm ghe câu cũng được nữa. Đóng lên mui làm ghe câu cho thuê. Con này đi mà đi câu cái chắc tầm khoảng 10 người, mười mấy người vô tư của chú anh chị. Coi nè, rộng chà bá lửa luôn. Lấy cần nha. Cái máy này về của chú anh chị mình mua cái hộp tay ga tay số cũng được chứ không cần làm cây đâu. Dễ lắm, tay ga tay số mình cầm lắc vô chạy thôi. Rồi, báo lại kích thước cho cô chú anh chị thì con này là ngang 2m2, dài 11m7 có giấy. Mua trẻ bằng mi nhôm. Ghe đẹp lắm nha. Đi văn ma ba thủy. Lấy cần. Có bựng nước, dán sạp từ máy đổ thẳng ra tới sau đuôi. Bựng nước nè. Giá nhiêu anh chủ? 36 triệu thôi cô chú anh chị. Dạ bà con mình thấy thích hợp. Vừa công việc của mình làm, hợp nhãn, alo trực tiếp chủ ghe nha. Dạ gần cầu An Quá, khu công nghiệp Vô Long. Alo anh đến rước cô chú anh chị mình. Dạ xem kênh, bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Cảm ơn bà con, hẹn gặp lại, tạm biệt, bye bye. Ghe đã quá. Có 36 triệu mà có giấy nha bà con. Nhưng mà bà thủy luôn đó. Công đà tán thần luôn.